Thưa quý vị, trong loạt bài Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi, quý vị để ý thì thấy cái loạt bài nó chia làm hai phần chính. Cái phần thứ nhất là nói về cái phước hạnh của sự nhìn biết Chúa. Và chúng ta đã học một số các bài nói chúng ta học về được có Chúa ở cùng. Khi chúng ta nhận biết Chúa thì Chúa cho chúng ta cái phước là được có Chúa ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời toàn năng ở với chúng ta. Thứ hai là chúng ta được sống ở trong giao ước với Đức Chúa Trời, có Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng ta. Thứ ba là chúng ta được hưởng phước thiên ở trong Đấng Christ, và Ê-phê-sô đã liệt kê những cái phước mà chúng ta có được ở trong Đấng Christ khi chúng ta nhìn biết Ngài là Đức Chúa Trời. Và chúng ta đã học ở trong Thi Thiên 23 rằng Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, nói đến Chúa là Đấng chăm sóc chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ học rằng Chúa là Đấng che chở tôi, nói đến cái sự gìn giữ của Chúa cho chúng ta, sự bảo vệ của Chúa cho chúng ta. Và rồi chúng ta cũng đã học một số các bài trong phần thứ hai là những bóng trái của sự nhìn biết Chúa. Thì chúng ta đã đáp ứng lại với lại sự nhìn biết Chúa bằng sự tôn thờ Chúa, tôn kính Chúa, tạ ơn Chúa, tin cậy Chúa, tương giao với Chúa, thuận phục Chúa. Và ước mong rằng trong những ngày tới, nếu Chúa cho phép, thì chúng ta sẽ học thêm bốn đề tài nữa là tận hiến cho Chúa, thương yêu Chúa, thương yêu người, trung tín, hầu vị Chúa và truyền rao tin lành của Chúa. Đó là những điều mà chúng ta sẽ học trong những ngày tới trong loạt bài này. Tôi nghĩ rằng Chúa sắp xếp rất là tài đặc biệt, là đáng lẽ là chúng ta có thể phải học bài này về Chúa là Đấng che chở tôi ngay sau khi chúng ta học về cái đề tài là Chúa là Đấng chăn giữ tôi. Nhưng mà lúc đó quý vị chưa có học thuộc Thi Thiên 96, cho nên thôi đợi dời lại hôm nay, Chúa cho chúng ta lại được học về đề tài này. Và tin tức nhất là quý vị cũng đã học thuộc được cái rất là nhiều, nhiều người đã học thuộc cái Thi Thiên 91. Từ nãy tôi nói lộn, 96 chúng ta đã học rồi, hôm nay chúng ta mới học 91, dạ đúng rồi, tôi nói lộn. Và cái chủ đề Chúa là Đấng che chở tôi được lấy ra từ câu 14. Vì người kính mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ bảo vệ người, vì người biết danh ta. Cái người mà biết Chúa, biết danh của Chúa, tức là người kính mến Chúa, thì được Ngài giải cứu và bảo vệ. Và hôm nay tôi ước ao rằng nhiều người sẽ gặp tôi và đọc thuộc lòng và sẽ ghi âm lại. Nhưng mà cũng có cách khác nữa là quý vị không cần phải gặp tôi, chỉ là lấy cái máy ghi âm ra, lấy cái phone của quý vị ra rồi đọc ở trong cái phone đó, rồi email đến cho tôi. Email của tôi là Mục Sư Phiên, viết nguyên chữ ra mucsuphien@gmail.com, tại acom.com. Thì quý vị gửi đến cho tôi. Và cảm ơn Chúa là trong tuần rồi đã có người từ bên Úc Đại Lợi mà gửi đến. Xin bằng kỹ thuật giúp cho đã gửi đến cho chúng ta cái bài thi hôm nay là bà Trần Hà từ bên Úc đã gửi. Và xin sáng hôm nay chúng ta cùng theo dõi lời của Chúa qua cái giọng đọc của bà. Xin kính mời quý vị. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ hằng lược ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu và là đồng lý của con, cũng là Đức Chúa Trời của con tin cậy nơi Ngài. Vì Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái mọc của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự hủy diệt phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có nghìn người sa ngã bên ngươi và vạn người sa ngã bên phải ngươi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi cư trú mình, nên sẽ chẳng có dịch tai họa gì xảy đến cho ngươi, cũng chẳng có dịch bệnh nào xảy đến gần trại ngươi. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho các thiên sứ Ngài gìn giữ ngươi trong mọi đường của ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, kẻo chân ngươi bắt nhầm đá chanh. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân.
Vì người kính mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ bảo vệ người vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người. Trong cơn gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn quý người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Amen. Kính lạy Chúa là cha của chúng con đến với Chúa sáng hôm nay, đến với lời của Ngài. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan, sự thông hiểu bởi Đức Thánh Linh dạy dỗ cho chúng con. Xin ban cho chúng con có đức tin để chúng con tin cậy nơi tình yêu thương và sự thành tín của cha. Xin cho chúng con kinh nghiệm được những điều mà cha đã dạy cho chúng con qua lời của Ngài. Xin gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng con trong bàn tay yêu thương của cha. Xin cha cai trị trong thời giờ này để những lời nói của môi miệng con và sự suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý cha. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh thánh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa là đấng che chở tôi. Chúa là đấng bảo vệ chúng ta. Đó là cái phước của người biết Chúa. Người nào biết Chúa, biết danh Chúa thì sẽ được Chúa bảo vệ, che chở. Và sáng hôm nay thì có 7 điều mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm qua cái đoạn kinh thánh này. Điều thứ nhất là cái người nào biết Chúa thì được ẩn náu ở trong bóng của Ngài. Câu 1, câu 2 cho chúng ta biết rõ điều đó. Đức Chúa Trời là nơi cư trú và sự bảo vệ tối hậu của chúng ta. Trong câu 1 đó là người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ hằng được ở dưới bóng của đấng toàn năng. Chúng ta được ở nơi kín đáo của đấng chí cao, nghĩa là chúng ta được bảo vệ khi trú ẩn ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa vì có những cái bóng để mà chúng ta được che chở. Ngày hôm qua thì tôi đem chiếc xe lên trên West Farm để được sửa, thì tôi tới và tôi phải đợi một chút xíu. Và cảm ơn Chúa là lúc đó nó có một cái bóng của cái nhà nó ngã xuống, cho nên tôi tới đậu ngay cho cái bóng, thoải mái lắm. Đợi bao lâu cũng không sao cả. Cảm ơn Chúa. Và khi mà chúng ta nói núp bóng người nào, tức là người đó có quyền năng, người đó có khả năng để bảo vệ cho chúng ta, cho nên chúng ta mới đến núp bóng người đó. Và cảm ơn Chúa là chúng ta có Đức Chúa Trời để chúng ta đến và núp dưới bóng của Ngài. Không có gì làm cho chúng ta sợ hãi cả. Nếu mà chúng ta là một đứa trẻ đi học mà bị bạn bè ăn hiếp, chúng ta có Chúa để chúng ta núp dưới bóng của Chúa. Nếu mà chúng ta đi làm mà có những người khác đi chúng ta, không sao cả, chúng ta có Chúa là đấng mà chúng ta núp bóng Ngài. Đó là tất cả những điều gì đó xảy đến trong cuộc sống, những nguy hiểm, những khó khăn, chúng ta có đấng chí cao là nơi mà chúng ta có thể núp bóng. Những ai đến gần Đức Chúa Trời có thể nhận được sự bình an ở trong Ngài, dù hoàn cảnh của họ có khó khăn đến mức nào. Và làm sao để chúng ta được trú ẩn ở trong Chúa để nhận được sự bảo vệ của Ngài? Thứ nhất là chúng ta, hay là không phải thứ nhất mà điều duy nhất mà chúng ta cần có là chúng ta phải nhìn nhận Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời và tin vào tình yêu của Ngài. Mà đến với Ngài thì chúng ta sẽ được núp dưới bóng của Ngài. Chúng ta đến với Chúa và Ngài không bỏ chúng ta ra ngoài đâu. Chúa nói với chúng ta trong thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 15-16: bất cứ ai xưng nhận Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy và người ấy ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúa yêu thương chúng ta, và khi chúng ta chạy đến ở trong tình yêu của Chúa, tức là chúng ta đến núp bóng của Chúa. Chúng ta trú ẩn ở trong đấng chí cao và được sự bảo vệ của Ngài khi chúng ta ở dưới sự chăn giữ của Đức Chúa Giêsu. Và Chúa là đấng chăn giữ chúng ta, như chúng ta đã học ở trong cái bài số 4 đó, tức là Chúa Giêsu là đấng chăn giữ ta, chúng ta, và một trong những điều mà Ngài chăn giữ chúng ta là Chúa bảo vệ chúng ta. Và Chúa nói trong câu trong dân nhất đồng 10 câu 17 đến câu 27 đến 29: chiên ta nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta, ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay ta. Cha ta, đấng vĩ đại hơn tất cả, đã ban ta những chiên ấy và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay cha. Cảm ơn Chúa vì cách mà chúng ta được bước vào ở dưới bóng của Chúa, được ẩn náu ở trong đấng chí cao là qua Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta chạy đến với Chúa Giêsu và Ngài là đấng chăn giữ chúng ta. Và thứ hai là
chúng ta được cái sự an toàn qua cái mối liên hệ chúng ta có với Chúa. Câu 2 nói rằng, tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nương náu và đồn lũy của con, cũng là Đức Chúa Trời của con tin cậy nơi Ngài. Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng, tôi thưa, tức là nói đến cái mối liên hệ cá nhân giữa chúng ta với Chúa, cái sự tin tưởng cá nhân một cách mãnh liệt ở nơi Chúa và xác nhận như vậy. Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nương náu, Ngài là nơi an toàn của chúng ta. Ngày xưa ở tại xứ Do Thái thì có 7 cái thành ăn nấu. Nếu mà có một cái nguy hiểm gì đó, mình lỡ làm một cái lỗi gì đó mà người ta tìm giết mình, thì chạy vào trong 7 cái thành ăn nấu đó thì được bảo vệ. Và quý vị biết, chúng ta đáng phải chịu chết vì tội của chúng ta. Nhưng mà cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu là nơi nương tựa của chúng ta, Ngài là thành ẩn náu của chúng ta, là nơi trú ẩn của chúng ta. Khi Satan tìm kiếm chúng ta như một con sư tử gầm, chúng ta có thể chạy trốn và ẩn mình ở trong Đấng Christ. Ngài là cái nơi nương tựa, cũng là cái pháo đài hay là cái đồn lũy của chúng ta. Và nhà thi sĩ cơ đốc Fanny J. Crosby đã mô tả Chúa Giê-xu là nơi ẩn náu an toàn của chúng ta qua bài thánh ca quen thuộc Hóc Đá Vững An. Ở đây ai thích bài ca thánh ca này? Có nhiều người thích bài thánh ca này, cảm ơn Chúa. Nếu mà ai chưa thích thì xin tôi hy vọng giới thiệu quý vị bài thánh ca này rồi quý vị cũng sẽ thích nữa. Nói thế này, chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính cứu Chúa tôi. Cứu Chúa thật lạ lùng muôn muôn đời, chỗ hốc đá thiên kia đêm hồn linh tôi yên giấu, ở đây tôi vui xem sông lên màu. Hồn tôi Giê-xu đêm đặt chỗ hốc đá vững an, bóng linh thạch che giải đất khô hạn. Ngài lấy ái đức của tôi trong chốn thâm uyên thay, cánh tay Giê-xu che an ninh thay, cánh thiên che trùm khiến bình tĩnh thay. Cảm ơn Chúa. Giải đất Việt Nam mình hình công như chữ S, nhưng mà nếu mà người Việt Nam chúng ta đến với Chúa thì được ở dưới bóng che chở của Ngài. Mà dù chúng ta ra khỏi nước Việt Nam, chúng ta ở bất cứ nơi nào, chúng ta ở trong giải đất nào đi nữa, giải đất của nước Hoa Kỳ này, thì bóng của Chúa cũng che chở chúng ta khi chúng ta đến với Chúa và núp ở dưới bóng của Ngài. Chúa Giê-xu là nơi ẩn náu của chúng ta. Đức Chúa Trời, đấng chúng ta tin cậy, được chúng ta biết đến qua 3 danh hiệu mà được nói ở trong cái 3 câu kinh thánh đầu mà chúng ta đọc đó, hai câu kinh thánh đầu. Thứ nhất là đấng chí cao. Đấng chí cao nghĩa là gì? Ngài là đấng cầm quyền trên tất cả. Ngài là đấng che chở. Ngài có trọn quyền, cho nên không có sự đe dọa nào có thể đe dọa chúng ta được. Không có một sự đe dọa nào có thể chế ngự được Chúa. Cho nên nếu không chế ngự được Chúa thì không thể nào đụng đến chúng ta được. Thứ hai, Ngài là đấng toàn năng. Một danh xưng dưới trời mô tả hai cái vai trò của Chúa. Ngài là người nuôi dưỡng chúng ta và Ngài cũng là người bảo vệ chúng ta. Chúa là đấng toàn năng. Và thứ ba, Ngài là Đức Giê-hô-va. Đây là cái tên riêng của Đức Chúa Trời mà Ngài đã bày tỏ cho Môi-se ở trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 3 câu 13 đến 15 mà chúng ta đã học. Ngài là Đức Giê-hô-va. Ở trong bài thứ ba của loạt bài này, quý vị còn nhớ không? Chúng ta học về Đức Giê-hô-va. Chúa đã bày tỏ cho ông Môi-se biết về danh của Ngài là Đức Giê-hô-va. Ngài là Đức Chúa Trời tự hữu hằng hữu và Ngài luôn ở với chúng ta. Và chúng ta chỉ kinh nghiệm được sự an toàn trong sự bảo vệ của Chúa khi chúng ta tuyệt đối tin cậy Đức Chúa Trời và hết lòng trung thành với Ngài. Và Thi Thiên 37 câu 3 đến câu 5 dạy chúng ta rằng hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va, hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài. Và khi chúng ta tin cậy Chúa, chúng ta được yên nghỉ ở trong Chúa, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi Chúa, chúng ta không sợ những người nào tìm cách hãm hại chúng ta. Chúng ta không sợ mưu của kẻ ác chống lại chúng ta, bởi vì Chúa nhận lấy cái phần trách nhiệm để mà bảo vệ cho chúng ta khi chúng ta tin cậy ở nơi Ngài. Như vậy, thứ nhất là chúng ta được ẩn nấp ở trong đấng toàn năng. Và thứ hai là chúng ta được giải cứu khỏi tất cả mọi mối nguy hiểm. Câu 3 nói rằng Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi 7 chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình. Vì sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái mộc của ngươi.
Chúa cứu chúng ta khỏi bẫy chim, tức là khỏi bất kỳ cái mưu mô nào của cái ác, cố ý chống lại chúng ta và cố ý gây hại đến đời sống hoặc là mạng sống của chúng ta. Chúa sẽ giải cứu chúng ta khỏi dịch lệ độc hại như những căn bệnh đáng sợ, như những tai ương như là bệnh COVID mà chúng ta đã thấy trong 2 năm qua. Khi chúng ta tìm kiếm sự bảo vệ của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ được che chở bởi sự thành tín của Chúa. Chừng nào mà chúng ta còn có Chúa là nơi nương dựa tựa của chúng ta, là đồn lũy của chúng ta, thì chúng ta không có điều gì phải sợ hãi cả. Đúng phải không quý vị? Amen. Cảm ơn Chúa. Vì Ngài sẽ là đấng giải cứu toàn năng của chúng ta. Không có một cái sức mạnh nào có thể chèn ép chúng ta, áp đảo chúng ta. Không có gì có thể dấy lên để mà chống lại chúng ta. Dù là gươm giáo hay là bất cứ điều gì, không có điều gì có thể chống lại chúng ta cả. Và trong Ngài chúng ta được an toàn trước sự tấn công của Satan và khỏi cạm bẫy của kẻ thù. Những người khác có thể mắc vào bẫy của kẻ thù, mắc vào bẫy chim, bị dịch lệ độc hại. Nhưng khi những người khác bị sa ngã như thế, trước cái sự cám dỗ tinh vi của ma quỷ, nhưng mà Chúa là Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta sẽ giải cứu chúng ta khỏi những mưu ác của ma quỷ, của Satan. Nếu chúng ta đến với Chúa và ẩn mình ở dưới bóng cánh toàn năng của Ngài. Như vậy, chúng ta thấy rằng thứ nhất là chúng ta có Chúa là nơi trú ẩn của chúng ta. Thứ hai là Ngài giải cứu chúng ta khỏi mọi nguy hiểm. Và thứ ba là chúng ta được bình an khi đối diện với sự đe dọa. Cảm ơn Chúa là khi có bệnh dịch này tới, chúng tôi cảm thấy rất là bình an. Vẫn sinh hoạt bình thường, mỗi ngày vẫn ra khỏi nhà, vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt, rồi hàng tuần vẫn đến tụ họp tại đây để thờ phượng Chúa. Có những người như anh Thành một lần không được đến 2 tuần, buồn quá chừng luôn. Tại vì sao? Là không có sợ gì cả, mà mình cẩn thận, nhưng mà không có gì phải lo, không có gì bất an hay lo sợ cả. Vì sao? Vì Chúa hứa chúng ta, Ngài nói sao? Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự hủy diệt phá hoại đang lúc trưa. Tại sao như vậy? Tại sao chúng ta có cái sự bình an? Tại vì chúng ta có Chúa ở với chúng ta, và chúng ta được ở trong Chúa. Sự bình an khi đối diện với sự đe dọa. Có nhiều người vẫn còn sợ cho nên chưa tới nhà thờ để thờ phượng Chúa. Nhưng quý vị ơi, có Chúa che chở thì mà cái gì đâu mà sợ. Cho nên ước mong rằng tuần tới tôi sẽ thấy quý vị đến đền thờ đây để cùng với chúng tôi thờ phượng Chúa. Amen. Rồi xin mời những người nào ở nhà thờ phượng Chúa trong YouTube tuần tới xin đến. Vì sao? Vì chúng ta có thực sự bình an ở trong Chúa. Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự hủy diệt phá hoại đang lúc trưa. Cảm ơn Chúa. Sự kinh khiếp hay nỗi kinh hoàng mô tả cái nỗi sợ hãi khiến cho suy nhược. Có nhiều người như vậy đó. Khi mà nghe những tin tức ở Việt Nam hay bên Tàu hay đâu đó, cái xong rồi thấy kinh khiếp luôn. Và khi cái sự kinh khiếp đó làm cho mình tự nhiên nhũn người lại, rồi sợ, rồi nghĩ tới lung tung hết. Không biết nó xảy đến cho mình rồi làm sao. Rồi mình nằm xuống thì ai sẽ lo cho gia đình và tất cả, rồi tự nhiên bắn loạn tinh thần lên luôn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta không có bị đỡ, không có sự kinh khiếp, chẳng sợ cái sự kinh khiếp ban đêm. Chúng ta tìm kiếm sự trú ẩn ở nơi Chúa khỏi tất cả những mối đe dọa suốt ngày lẫn đêm. Cái cụm từ vào ban đêm đó mang theo cái nghĩa của sự hoạt động của ma quỷ, của Satan. Vì nó núp ở trong bóng tối, vì cái hoạt động của nó được bao trùm của bóng đen. Và chúng ta là những cơ đốc nhân tin cậy ở nơi Chúa, không cần phải sợ hãi bất cứ cái quyền lực nào của bóng tối đang rình rập để hãm hại chúng ta. Chúng ta không sợ mũi tên bay bắn ra từng ngày của ma quỷ. Ma quỷ thì nó có cái mũi tên lửa để mà bắn ra, mà chúng ta thì có cái thuẫn gì quý vị để chống lại? Dạ đúng rồi, thuẫn đức tin. Chúng ta có thuẫn đức tin, chúng ta tin cậy nơi Chúa, thì dầu nó có bắn tên lửa như thế nào nữa, chúng ta cũng chẳng sợ. Tên bay ban ngày là bắn đêm thì chúng ta cũng chẳng sợ. Chúng ta mang theo mình một cái khiên, một cái mọc để mà che. Cái khiên là cái mà nó dài, nó còn cái mọc là cái tròn tròn để trên tay vậy nè. Mà cảm ơn Chúa, Chúa, sự thanh tín của Chúa chính là cái khiên và cái mọc của chúng ta để che chắn chúng ta. Kẻ thù không thể chạm vào chúng ta được, cũng không thể giết chúng ta, bởi vì chúng ta ở dưới quyền năng của Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. Vậy cầu xin Chúa cất ra khỏi chúng ta tất cả mọi sự sợ hãi. Xin Chúa thương xót chúng con
và cất sự khỏi khỏi chúng con. David, vua David nói rằng dù tôi đi qua trũng của bóng sự chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào. Cho nên chúng ta nói dù chúng ta đi qua bóng của COVID-19, chúng ta cũng chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng chúng ta. Và trong Thi Thiên đoạn 3 câu 6 thì ông nói rằng con sẽ không sợ hàng vạn người vây hãm con tứ phía. Nhưng mà kẻ ác thì họ không được như vậy, họ sợ lắm. Họ sợ sự phán xét của Chúa, họ sợ gặp Chúa. Họ sợ khi phải đối diện với Chúa mà họ biết mình là con người tội lỗi và đứng trước hầu ở trước đấng tạo hóa, đấng tạo dựng đến họ. Thì họ sợ, họ nghĩa là sao? Họ khi còn sống đó thì họ cố gắng để mà loại ra tư tưởng đó. Cho nên họ nói không có thần nào cả, không có Đức Chúa Trời, không có gì hết. Nhưng mà khi đứng trước cái chết thì họ kinh khiếp vô cùng. Và quý vị thấy những người mà không có Chúa mà đứng trước sự chết đó, họ rất là kinh khiếp. Vì họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và họ biết rằng những gì mà họ biết cái luật của sự công chính là tội lỗi, là phải bị phạt. Cho nên họ sợ. Và trong sách Khải Huyền và cả trong sách Esai, chúng ta thấy có cái mô tả về cái mối lo sợ của những người vô đạo khi họ ẩn mình ở trong cái hang đá ở trên núi mà kêu với núi đá rằng hãy đổ xuống trên chúng tôi và giấu chúng tôi khỏi mặt đấng ngồi trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của chiên con. Vì ngày thịnh nộ lớn của đấng ấy, các đấng ấy đã đến, ai có thể đứng nổi? Vậy chúng ta thấy rằng trong Chúa, Ngài đấng che chở chúng ta thì chúng ta được ẩn náu ở trong Chúa là đấng toàn năng. Chúng ta được giải cứu khỏi mọi sự nguy hiểm. Chúng ta được bình an khi đối diện với những đe dọa. Và kế đến là chúng ta được an nhiên trước tai họa. An nhiên là bình thản. Sẽ có nghìn người sa ngã bên ngươi và vạn người sa ngã bên phải ngươi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Tôi còn nhớ câu nói của một vị mục sư khi mà chiến tranh ở Việt Nam kết thúc và người ta rất là bấn loạn chạy khắp nơi, thì ông đi ra chỗ chợ An Đông và ông nhìn cảnh hỗn loạn như vậy và lòng ông thản nhiên bình an, không sao cả, Chúa đang cầm quyền cai trị. Ông nói là I was on top of the world. Ông dùng chữ tiếng Anh, ông nói như vậy, tức là ông bước đi ở trên hết, không những tất cả những sự bấn loạn này người ta đang lo sợ, không có gì cả. Cảm ơn Chúa, sẽ có nghìn người sa ngã bên ngươi và vạn người sa ngã bên phải ngươi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Cảm ơn Chúa. Những tai họa là cái sự phán xét của Đức Chúa Trời. Dù hàng ngàn sa ngã là đây sao? Có là nhiều người bị chết mất vì họ không có biết cái Chúa, không biết hạ mình xuống thờ phượng Chúa. Nhưng mà những người trung thành với Chúa thì không sợ bị tổn hại gì cả. Những tai họa là cái sự phán xét của Đức Chúa Trời. Đó là lúc Ngài giáng xuống sự hủy diệt và ôn dịch. Nhưng người tin Chúa thì không phải sợ hãi. Kẻ ác có thể ngã, nhưng chúng ta không ngã. Kẻ ác sẽ bị tiêu diệt, nhưng chúng ta không tiêu diệt, chúng ta vẫn sống. Vì có một lời hứa tuyệt vời mà Chúa đã hứa với chúng ta trong Thơ Dân. Đoạn 3 câu 14. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Chúng ta đã vượt khỏi sự chết rồi. Bây giờ nếu mà có đến lúc chúng ta chết, chúng ta không sao cả vì chúng ta có sự sống mà. Chúng ta chết là cái phần xác chúng ta ngủ yên thôi. Tinh Thánh dùng chữ ngủ chứ không phải chết. Và chúng ta ngủ rồi thời gian sau chúng ta sẽ được sống lại. Nhưng mà linh hồn chúng ta vẫn tồn tại, vẫn sống với Chúa. Cho nên chúng ta đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Và có một câu khác ở trong Thê-sa-lô-ni-ca nhất nói rằng Đức Chúa Trời không ấn định chúng ta cho cơn thịnh nộ. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta không có sợ. Người ta sẽ sợ, người ta sẽ bị sa ngã, bị ngã, bị phạt. Nhưng mà Chúa thì bảo vệ cho chúng ta. Đức Chúa Trời không định cho chúng ta chịu cơn thịnh nộ, nhưng cho hưởng sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Nếu mà chúng ta được ở trong Đức Chúa Jesus Christ, thì chúng ta được sự che chở của Ngài. Chúa Giêsu là cái sinh tế để mà bao che chúng ta khỏi cơn thịnh nộ của Chúa Trời. Đáng lẽ chúng ta bị Chúa sửa phạt, nhưng mà Chúa Giêsu gánh cái sự sửa phạt thế cho chúng ta và chúng ta được che ở dưới cái dù của Chúa hay là dưới cái bóng của Chúa và chúng ta không còn bị cái cơn thịnh nộ của Chúa Trời đổ trên chúng ta nữa. Dù cái sự phán xét của Đức Chúa Trời là có thể là gì, sự phán xét đó không dành cho chúng ta. Những người đang ẩn mình dưới bóng của Chúa, chúng ta được an toàn ở trong Ngài, an nhiên, tự tại vì chúng ta có Chúa. Chúng ta walk on top of the world giống như vị mục sư đã nói.
Như vậy thứ nhất là chúng ta được ẩn nấp trong đấng toàn năng. Thứ hai, chúng ta được giải cứu khỏi sự nguy hiểm. Thứ ba, chúng ta được bình an khi đối diện với sự đe dọa. Thứ tư, chúng ta được an nhiên trước tai họa. Và thứ năm, chúng ta được bao bọc ở trong Chúa. Tôi thích cái chữ bao bọc này đó. Câu 9 câu 10 nói rằng: bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và đấng chí cao làm nơi cư trú mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có dịch bệnh nào tới gần trại ngươi. Tôi ghi tưởng tượng như thế này là nên người ta có cái trò chơi là một người có một cái banh nó bự, nó bọc bự thế này, rồi cái nó có cái lỗ giữa, cái mình rút vô đó, cái mình sẽ đi, cái mình tông vô người khác mà ai có tông vô mình cũng không sao, không hề hấn gì cả. Hay là có một người bạn hồi xưa có con khỉ, rồi con khỉ đó khi nào mà nó sợ cái nó chạy vô, có cái áo nó tròn nó chạy, nó rút vô trong này thì đó không có gì sợ cả. Tại sao? Vì nó được núp. Rồi cũng vậy, chúng ta được Chúa che chở bao bọc. Và cái từ mà trong tiếng Anh mà tôi muốn dùng đó là bubble wrapped. Và bubble wrap là sao? Là khi chúng ta gửi hàng đi đó, mà chúng ta không muốn cho cái hàng nó bị hư, thì chúng ta có những cái bubble wrap, chúng ta chúng ta bọc xung quanh nó. Rồi chúng ta, cái hàng càng quý đó, thì chúng ta càng bọc cho nó kỹ càng. Rồi cậu có bị quăng lên xuống bầm chập như thế nào thì ở trong cũng không sao cả. Là bubble wrap là vậy. Chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta thấy có những người ở đây có bán trái cây. Hồi trước thì sao? Muốn cho trái cây nó không có bị dập đó thì có cái bubble wrap bọc xung quanh hết, thì đó là bảo vệ được nó. Thì chúng ta được bao bọc ở trong Chúa, cảm ơn Chúa. Ngài là nơi cư trú của chúng ta. Cái chữ cư trú có nghĩa là chúng ta ở trong Chúa một cách lâu dài. Cư trú là cái nơi cư ngụ của chúng ta, và Chúa là nơi ở của chúng ta. Thi Thiên 90 nói như vậy, Chúa là nơi ở của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta liên tục phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Là những tín hữu của Đấng Christ, chúng ta ẩn mình ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta được an toàn và vững chắc ở trong Chúa. Đức Chúa Trời đã mở một nơi nương tựa cho mọi người, và chỉ những người vào trong đó mới được cứu. Quý vị có biết cái từ sanctuary trong tiếng Anh không? Sanctuary là một cái nơi an toàn. Chẳng hạn như là ở tại Mỹ đây có những chỗ mà nó gọi là sanctuary, bird sanctuary hay là reptile sanctuary. Tức là những chỗ khác thì người ta có thể săn được, nhưng mà vô trong cái khu vực đó là không có được săn. Là con thú vật nó được bảo vệ ở chỗ đó. Cái sanctuary mà chúng ta dùng cái chữ sanctuary cũng nói đến cái đền thờ. Sanctuary chúng ta bước vào đây, nơi đền thờ của Chúa. Nhưng thật sự ra không phải bốn cái bức tường này là nơi trú ẩn của chúng ta đâu. Nhưng mà chính Chúa mới là cái nơi trú ẩn của chúng ta. Ngài là cái sanctuary của chúng ta. Và chúng ta đã hát như thế, và Chúa bảo vệ cho chúng ta. Chúng ta được bảo bọc ở trong Chúa, nhưng được vững chắc ở trong Ngài. Chúa Giêsu chính là cái nơi ẩn náu của chúng ta. Những người nào đến với Chúa Giêsu thì được sự giải cứu. Những người nào không đến với Chúa, không có đức tin nơi Chúa thì sẽ bị hư mất và bị khổ đau đời đời ở nơi hỏa ngục. Thưa quý vị, không có cách nào khác. Quý vị phải đến với Chúa Giêsu mà thôi. Ngài là nơi, là đấng mà bảo bọc chúng ta. Đức Chúa Trời đã giáng 10 tai họa xuống đất Ai Cập. Nhưng những tai họa đó có đến với người Do Thái không? Họ ở sát liền một bên, nhưng mà không có. Khi nào mà Chúa cho những cái dịch gì đó trong 10 tai họa đó đến, nhưng mà người Do Thái thì không có bị gì cả. Và chúng ta đọc một vài câu Kinh Thánh ở đây. Thứ nhất là như trong đoạn 10 câu 22-23: vậy Môi-se giơ tay lên trời, bóng tối dày đặc bao trùm cả Ai Cập trong 3 ngày, nhưng chỗ nào dân Israel ở thì có ánh sáng. Nên là người Ai Cập thì nhìn cái bàn tay trước mặt cũng không thấy nữa, nhưng mà dân Israel ở gần đó thì có ánh sáng. Chúa bảo toàn cho. Cũng vậy, chúng ta ở trong cái cơn dịch nhưng mà Chúa bảo toàn cho chúng ta. Rồi chúng ta xem một câu khánh khác nữa trong Xuất Thi Ký đoạn 12 câu 12-13. Chúa nói về việc mà Chúa sẽ giết hại các con đầu lòng của dân Ai Cập, của loài người cũng như của loài thú. Chúa nói là chính ta. Đêm ấy ta sẽ đi khắp đất Ai Cập hành hạ tất cả con trai đầu lòng của Ai Cập, cả người lẫn súc vật. Ta sẽ lướt qua và không có tai nạn nào giáng xuống tiêu diệt các con, tức là người Do Thái. Tức là những người mà có cái huyết của chiên con đó bôi trên cái hai mày cửa và trên cái thành của cửa đó, giống như là trên cái đầu gai mỏ gai của Chúa và hai tay của Chúa và dưới chân của Chúa đổ xuống đó.
thì những người ẩn nấp ở trong cái nhà đó, cái nhà nào mà có huyết của chiên con được đổ ra đó, thì cái nhà đó không bị chết, con trai đầu lòng không bị chết. Nhưng mà cái nhà của người Ai Cập thì lại tất cả những nhà đều có tiếng than khóc, là tại vì các con trai đầu lòng đã bị giết chết. Thì cũng vậy, chúng ta đến ẩn náu ở trong Chúa Giêsu Christ thì cơn thịnh nộ của Chúa Trời đổ xuống, thì Chúa Giêsu che chở cho chúng ta và không có một tai họa nào đến gần chúng ta. Nhưng chúng ta được che chở khỏi sự chết mất đời đời vì chúng ta ẩn náu ở dưới huyết của chiên con Chúa Trời, tức là được Chúa Giêsu Christ. Vậy thì chúng ta đến cái điểm kế tới là chúng ta được Thiên Sứ nâng từng bước chân. Cảm ơn Chúa vì Ngài nâng từng bước chân của chúng ta. Tưởng tượng khi mà con gái của tôi nó còn nhỏ và nó tập đi và nó thích đứng trên hai cái chân của tôi đó, cầm hai cái tay của nó tôi đi. Nó chân nó không cần phải đụng đất, phải không? Nó chỉ đạp trên cái chân của ba là được rồi. Thì cũng vậy đó, chúng ta đi với Chúa, Thiên Sứ nâng từng cái bước chân, sung sướng không? Nâng từng bước như thế. Câu 11, 13 nói rằng vì Ngài sẽ ban lệnh cho các thiên sứ Ngài gìn giữ ngươi trong mọi đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chân. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Phân đoạn này hình dung những vệ sĩ thiêng liêng được chỉ định riêng cho những người trung thành Chúa. Và các sứ giả này để binh vực cho chúng ta. Tổng thống Hoa Kỳ đi đâu thì có những vệ sĩ bodyguard đi khắp nơi, và chúng ta có bodyguard, quý vị. Cảm ơn Chúa là Thiên Sứ Chúa sai đi trước, đi sau, đi hai bên, đi cùng với chúng ta để bảo vệ chúng ta. Tôi nhớ bà cụ Hạnh cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa sai Thiên Sứ Ngài đi trước, đi sau, đi hai bên và che chở con. Cái tôi nói đùa với bà, tôi nói vậy là không có Thiên Sứ ở trên với Thiên Sứ ở dưới sao? Bà nói thôi, nếu mà có chuyện gì xảy ra ở trên mà xuống là hay dưới lên là mình chịu thua thôi. Bà cụ nói như vậy. Nhưng mà thật sự ra không, Chúa bảo vệ chúng ta, trọn đường của chúng ta. Thiên Sứ nâng chúng ta trên bàn tay của mình, kẻo chân của chúng ta vấp nhầm hòn đá chân. Cảm ơn Chúa, chúng ta có những vị vệ sĩ. Người không tin Chúa đó thì họ có những thần hộ mạng và họ phải cúng cho cái thần đó và để mà được cái sự bảo vệ. Nhưng mà chúng ta không có thần hộ mạng, nhưng mà chúng ta được Chúa ban cho chúng ta có những Thiên Sứ hộ mạng. Cảm ơn Chúa, Thiên Sứ của Ngài ở chúng ta, và cái Thiên Sứ sẽ nâng chúng ta lên, nhấn nền cái sự chăm sóc một cách tỉ mỉ và những biện pháp mạnh nhất mà cái thiên thần của Chúa sẽ thực hiện vì chúng ta. Kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chân. Cái Thiên Sứ của Chúa có thể bảo vệ chúng ta khỏi những sai lầm nhỏ nhất ở trong cuộc sống hàng ngày. Cái viên đá vậy thôi mà cũng được bảo vệ nữa. Đối với những người trung thành với Chúa Trời thì những việc lớn, việc nhỏ đều có các Thiên Sứ Chúa ở cùng và gìn giữ. Và Kinh Thánh nói rằng ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang. Cái câu này nhấn mạnh rằng cái việc chúng ta có thể đối diện với nhiều cái mối hiểm họa nhưng mà sẽ không bị họa. Cảm ơn Chúa. Satan đã cám dỗ Chúa và nó đã dùng tính cái câu Kinh Thánh ở trong cái Thi Thiên 91 này để mà dùng để cám dỗ Chúa. Và chúng ta để ý thì thấy rằng Satan không có trích dẫn những cái lời nói rằng Chúa sẽ giày đạp ở trên nó. Nó chỉ nói rằng hãy gieo mình xuống từ ở trên đỉnh của đền thờ đi, và Chúa sẽ sai Thiên Sứ Ngài gìn giữ ngươi. Rồi nó dừng lại tại đó. Nhưng mà nó đọc tiếp nữa là ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, rồi là chết nó rồi. Tại vì sao? Sư tử và rắn hổ mang là gì? Đó là Satan. Nó biết nó chính là sư tử và con rắn. Và chúng ta biết rõ rằng Đức Chúa Giêsu đã chà đạp con rắn ở dưới chân. Khi Adam và Eva phạm tội thì Chúa nói với con rắn rằng sao? Ngươi sẽ cắn gót dòng dõi người, mà dòng dõi của người đó sẽ đạp trên đầu người. Và Chúa Giêsu đã thực hiện điều đó. Chúng ta biết rằng hiện nay, ngay chính lúc này, Chúa Giêsu đã vượt lên tất cả các thế lực và tất cả năng quyền và đang ngựa bên hữu Đức Chúa Trời. Satan ở dưới chân Ngài và Satan ở dưới chân của chúng ta. Chúng ta chẳng có gì phải lo sợ cả vì chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu. Chúng ta ngang nhiên bước đi vì ma quỷ nó sợ chúng ta, chứ chúng ta không có sợ ma quỷ. Ở đây có ai sợ ma không? Đừng có sợ,
ma nó sợ chúng ta chứ chúng ta không có sợ ma, phải không? À, nếu mà ai sợ ma đó, tại vì quên rằng Chúa có Chúa ở với mình, nó vừa thấy Chúa ở trong mình là nó sợ, nó chạy rồi. À, tôi nhớ câu chuyện ngụ ngôn đường rừng đó, là có một con khỉ nó làm quen được với con sư tử, và cái con sư tử thương nó lắm cho nên cho nó được ngồi lên trên lưng để mà đi. Mà con khỉ này nó thấy lạ, sau bữa nay mình đi tới đâu là mấy con khác nó được quyền nọt xuống hết, là bỏ chạy đi hết rồi. Nó quên đi rằng nó đang ngồi trên con sư tử, và mấy con khác đâu sợ gì nó, đâu sợ cái con sư tử à. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, khi chúng ta ở trong Chúa thì ma quỷ nó sợ Chúa thì nó sẽ sợ chúng ta. Chúng ta chẳng có gì để mà sợ ma quỷ cả. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng chắc rằng ở đây là chúng ta được đi ở dưới ngọn cờ chiến thắng của Đấng Christ. Chúng ta rằng vì người kính mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ bảo vệ người, vì người biết danh ta, người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người, trong cơn giăng truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn quý người, ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Có nhiều điều để chúng ta có thể nói đây, nhưng tôi chỉ nói tóm tắt là cái câu này áp dụng chính cho Chúa Giêsu Christ. Vì người kính mến ta, ta sẽ giải cứu người, ta bảo vệ người, vì người biết danh ta, người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người, trong cơn giăng truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn quý người, ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Chúa Giêsu đã kinh nghiệm được điều đó, và chúng ta ở trong Chúa Giêsu chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được điều đó. Bây giờ chúng ta đi trở lại, gom lại trở lại đây là cái sự tin cậy ở nơi Chúa. Tin cậy nơi Chúa là thế nào? Tin kính Chúa là yêu mến Chúa, là nắm chặt lấy tình yêu của Chúa. Chúng ta tin vào tình yêu thương của Chúa. Tin Chúa là gì? Là biết đến danh của Chúa. Có nghĩa là chúng ta kinh nghiệm được cái bản tánh của Chúa. Chúng ta kinh nghiệm được hành động của Chúa dành cho chúng ta. Và tin Chúa là gì? Là kêu cầu cùng Chúa. Hãy tin là chúng ta kêu cầu, chúng ta biết cái sự yếu đuối của mình, chúng ta biết cái sự bất toàn của mình, chúng ta biết cái sự chết mất của mình, và chúng ta đến với Chúa và chúng ta kêu cầu Chúa. Hành động kêu cầu đó là tin, chứ không phải chỉ thừa nhận trong lý trí, tôi tin là có Chúa, tôi tin Chúa. Không phải. Tin Chúa là mình biết rằng mình không thể làm được, mình sợ, mình lo, mình có tất cả những điều đó, nhưng rồi biết rằng Chúa có quyền năng giải cứu, cho nên chạy đến với Chúa, ẩn mình ở trong Chúa, kêu cầu cùng Chúa, đó là tin. Chúng ta biết danh Chúa, như trong câu 1 và câu 2 để nói đến ba danh của Chúa. Vậy người nào mà biết danh Chúa thì được Chúa giải cứu. Chúa nói rằng ta sẽ giải cứu người, ta sẽ bảo vệ người vì người biết danh ta. Không phải biết về danh Chúa nhưng mà kinh nghiệm được chính Chúa. Biết danh Chúa là có tình yêu thương sâu sắc đối với Chúa. Người kính mến ta, đó là biết danh Chúa. Và có sự nhận thức về đặc tính và bản chất của Chúa. Những người biết danh Đức Chúa Trời là những người có mối quan hệ giao ước với Chúa. Là những người ở trong cái giao ước của huyết chiên con. Tuần tới đây chúng ta sẽ dự lễ tiệc thánh, là chúng ta là những người của giao ước của Chúa. Chúng ta được Đức Chúa Trời lập giao ước với chúng ta qua huyết của Chúa Giêsu. Vì thế chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời và Ngài thuộc về chúng ta. Tôi phải cắt ngắn ở đây và chúng ta đi vào trong cái phần kết luận. Kết luận thì chúng ta thấy rằng lời của Chúa ở trong Roma đoạn 8 câu 31 rằng nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta. Và Thi Thiên 91 mà chúng ta vừa học qua đó giải rộng ra cái ý nghĩa của câu này. Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Không ai cả. Và chúng ta được ở với Đức Chúa Trời. Vậy có 3 điểm mà chúng ta ôn lại để có thể kết thúc bài học, bài giảng luận sáng hôm nay. Thứ nhất là Chúa đã đấng che chở chúng ta. Đức Chúa Trời hứa che chở bảo vệ quý vị dựa trên bản tánh của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là đấng chí cao, Ngài là Đức Giê-hô-va, và dựa trên cái bản tánh của Ngài, Ngài là đấng che chở chúng ta. Và thứ hai, Chúa bảo vệ chúng ta khỏi mọi loại và mọi thời điểm của sự nguy hiểm. Dù cái sự nguy hiểm, cái tai họa gì đi nữa, Chúa cũng có thể bảo vệ chúng ta. Và dù bất cứ khi nào, ngày hoặc đêm, Chúa cũng có thể bảo vệ chúng ta. Ngài bảo vệ chúng ta khỏi tất cả mọi sự. Và thứ ba, Đức Chúa Trời xác nhận sự bảo vệ chúng ta bằng chính danh của Ngài, tức là Ngài lấy danh của Chúa ra mà Ngài hứa với chúng ta, Ngài là đấng thành tín và Ngài sẽ bảo vệ chúng ta. Chúng ta không có gì phải lo sợ cả. Nếu mà chúng ta chưa đến lúc mà phải về Chúa, Chúa sẽ không để chúng ta về với Chúa đâu. Chúng ta sẽ được bảo vệ an toàn. Cho nên chúng ta tin cậy nơi Chúa và vững bước mà đi theo Ngài. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin kính mời quý vị cùng đứng lên. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha của chúng con. Ngài là đấng chí cao,
Ngài là Đức Giê-hô-va và chúng con được biết danh Chúa và chúng con tin cậy nơi Ngài. Chúng con tin nơi tình yêu của Cha, chúng con tin nơi sự thành tín của Cha và chúng con kinh nghiệm được sự bảo vệ của Cha vì Ngài là đấng che chở chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì tất cả niềm tin, sự tôn kính điều quy về Cha muôn đời. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen.